Tác phẩm Con đường dẫn đến tình yêu, tác giả Anthony DeMello. Lời lãi và thua thiệt. Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích gì? Matthew chương 16 câu 26. Bạn hãy hồi tưởng cảm xúc của bạn khi có ai đó ca ngợi bạn, khi bạn được người ta tán đồng, chấp nhận và hoan hô. Và đối lại với thứ cảm xúc ấy là thứ cảm xúc trào dâng trong lòng bạn khi bạn nhìn ngắm cảnh hoàng hôn hoặc bình minh hoặc tự nhiên nói chung, hoặc khi bạn đọc một quyển sách hoặc xem một bộ phim mà làm bạn tâm đắc. Bạn hãy cảm hưởng thứ cảm xúc này và so sánh nó với thứ cảm xúc thứ nhất, tức là thứ cảm xúc sinh ra trong lòng bạn khi bạn được chúc tụng. Bạn hãy hiểu rằng thứ cảm xúc thứ nhất phát sinh từ tính tự tôn tự đại. Đó là thứ cảm xúc trần tục. Thứ cảm xúc thứ hai phát sinh từ sự thỏa nguyện. Đó là cảm xúc của tâm hồn. Và đây là một sự đối nghịch khác nữa. Bạn hãy nhớ lại thứ cảm xúc trong khi bạn thành công, khi bạn chiến thắng, khi bạn đứng đầu, khi bạn chiến thắng trong một cuộc chơi, một cuộc cá độ hoặc một cuộc tranh luận. Và bạn hãy thử so sánh thứ cảm xúc ấy với thứ cảm xúc trỗi lên trong bạn khi bạn thật sự yêu thích công việc bạn đang làm, khi bạn miệt mài vào công việc bạn đang thực hiện. Một lần nữa, bạn hãy nhận ra sự khác biệt về phẩm chất giữa thứ cảm xúc trần tục với thứ cảm xúc tâm hồn. Thêm một cặp đối lập khác nữa. Bạn hãy nhớ lại đã cảm thấy thế nào khi bạn có quyền hành, bạn được làm ông chủ, khi người ta trân trọng bạn, chấp hành mệnh lệnh của bạn, khi bạn được người ta yêu chuộng. Và đối lại với thứ cảm xúc trần tục ấy là thứ cảm xúc thân ái bằng hữu, những khi bạn thật sự thư thái bên một hoặc nhiều người bạn giữa những niềm vui và những tiếng cười. Sau khi làm xong cuộc so sánh, bạn hãy cố hiểu cho được bản chất thực sự của những thứ cảm xúc trần tục, tức là thứ cảm xúc của thói tự tôn tự đề cao bản thân mình. Những cảm xúc ấy không tự nhiên, chúng do xã hội và nền văn hóa của bạn tạo ra để khiến bạn trở nên hữu dụng và kiểm soát bạn. Những cảm xúc này không tạo ra nguồn bổ dưỡng và hạnh phúc, là thứ cảm xúc được tạo nên khi người ta thưởng ngoạn tự nhiên, hoàn hưởng tình thân ái bạn bè hoặc công việc. Những thứ cảm xúc ấy chỉ tạo ra những sự hồi hộp, sự cuồng nhiệt và sự trống rỗng mà thôi. Rồi trong ngày hoặc trong tuần, bạn hãy nhìn lại bản thân và nghĩ xem bao nhiêu hành động, bạn đã thực hiện bao nhiêu công việc, bạn đã miệt mài, đã bị vấy bẩn vì bạn thèm khát những hồi hộp, những cuồng nhiệt chỉ sinh ra cái trống rỗng kia, thèm khát được chú ý tán thưởng, danh giá tiếng tăm, thành công hoặc quyền lực. Rồi bạn hãy nhìn những người chung quanh, có ai trong họ không bị mải mê vì những thứ cảm xúc trần tục này không? Có ai không bị những thứ cảm xúc ấy chi phối? Có ai không thèm khát, không tận dụng mọi giây phút cuộc đời, cả khi ý thức lẫn khi vô thức, để tìm kiếm chúng cho bằng được hay không? Khi nhìn ra điều đó, bạn sẽ hiểu được người ta ráng sức để được lời lại thế gian,
và thế là đánh mất linh hồn của họ như thế nào, chỉ vì họ sống một cuộc đời trống rỗng vô hồn. Đây là một dụ ngôn cuộc sống để cho bạn suy tư. Một nhóm khách ngồi trên một chiếc xe buýt đang bon bon chạy qua một quang cảnh thơ mộng đầy màu sắc của miền quê. Những hồ nước và những ngọn núi, những cánh đồng xanh và những dòng suối trong. Nhưng những chiếc cửa sổ trên chiếc xe buýt lại kéo màn che kín. Người ta không biết mô chút gì về cảnh quan bên ngoài những chiếc cửa sổ của chiếc xe. Suốt chuyến hành trình, người ta tranh cãi với nhau, ai sẽ được ngồi ghế danh dự trên xe, ai sẽ được hoan hô, ai sẽ được trân trọng. Và họ cứ như thế cho đến khi chuyến hành trình chấm dứt.